Dạ, em chào anh Hiệp ơi. Dạ, em chào tất cả bà con trên kênh LTK. Thì hôm nay em cũng có giao lưu với bà con số cây cảnh như là giấy ngũ sắc ha bà con ha, cẩm thạch, tím tím tuyết và tím bướm ha, và tím pháp, với là một số cây ăn trái phôi nha bà con, trang ngũ sắc, trang năm màu ha. Với lại là trang đỏ lá nhỏ. Clip em thì lần nào cũng clip nào cũng vậy, cây thì nó đa dạng nha bà con. Có số cây ăn trái ha, hôm nay có bưởi với lại là sơ ghi thái với phôi giấy Mỹ luôn nha. Rồi bắt đầu mình giao lưu cây số 1 là cây giấy ngũ sắc. Cái này là đủ màu nha bà con, đang lên màu, nhìn thấy rõ luôn ha. Năm màu của nó là gồm là màu trắng, màu vàng, màu cam, màu đỏ và màu hồng sắc pháo. Năm màu bà con ha. Những cái cây này thì về mình bắt đầu mình chơi Tết là vừa, về những cái từng phượt này mình sẽ cắt vỏ bớt ha, để cho nó ra khác là vừa, với là mình thay cái chậu nha bà con. Khi mà ship đi thì em sẽ ship chậu đen nhỏ nha. Tại em để trong bự để cho nó vững thôi, với bà con mình dễ hình dung ha. Khi mà vô chậu thì cái cây nó sẽ rất là vững và nó đẹp nha bà con ha. Rồi em báo thông số cái này nha. Rồi cái số 1, cái này là chiều cao của nó là 1m3, tán ngang là 1m1, gốc 28. Nói chung là cây này tàn á, em lô em này gì được 5 cây. Cái tàn nó tương đối giống nhau nha bà con, chiều cao nó cũng tương đối giống nhau. Cây này em vô lô là 950.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cái số 1 950.000 bao gồm phí ship luôn ha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 2 ha. Rồi trước khi đấy em đọc số điện thoại cho mình dễ giao lưu nha. Số điện thoại em là 0907214139 nha bà con. Đây cây số 2. Thì cái này khi mà lấy về ngày qua mình quấn lại cho nên là cái tàn nó không có đều nha bà con. Chứ nếu mà cái tàn để tự nhiên thì tàn nó rất là đều. Tại ngày qua về mình bó tàn lại mà đem về cho nên là nó cái tàn nó đôi lúc nó bị hơi nghiêng. Rồi cây số 2, cây này thì chiều cao của nó là 1m3 luôn, ngang 1m1 luôn ha. Ví dụ là cái đế này á là 36, còn cái gốc của thân trên này là 20, trên này là 20 bà con ha, trên này là cái bệ này là 36 nha. Chung là cái này có củ đế nhưng mà thật ra trong cái chậu nhỏ quá. Cái này em giới thiệu cái bệ đế để cho bà con mình dễ theo dõi thôi, chứ thật ra em đo vị trí trên này nha ha. Rồi cái số 2 giá cũng 950.000 luôn, cũng bao gồm phí ship luôn bà con ha. Tàn cây nào cũng đẹp như nhau nha bà con, màu đủ màu. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 3. Cây này là chiều cao của nó là 1m3 luôn, ngang 1m1. Thật ra là 1m1 em lấy là cái chuẩn thôi, chứ nếu mà đo từ cái tán bên đây qua tới bên đây thì nó rất là nhiều nha bà con. Em đo trong cái tán nó cũng vừa, lấy trung bình là 1m1 hết ha. Cây nào cũng vậy nha. Rồi, cái gốc của nó là 22 vị trí trên này. Còn nguyên cái đế này là tới 50 luôn nha bà con ha. Cây này là đế đẹp nha bà con, gốc đế đẹp nhưng mà thật ra anh để trong cái chậu nhỏ này nhìn nó không có cân xứng nha. Vậy là mình thay cái chậu, mình để mình chơi Tết chơi lâu dài luôn. Cái vấn đề Tết thì cái dịp Tết thôi, còn cái cây cảnh là mình chơi lâu dài, cây rất là đẹp nha bà con. Mỗi năm cây nó già đi, gốc nó càng lớn càng quái càng đẹp nha. Rồi cây số 3 950.000 bao gồm phí ship luôn ha. Ngũ sắc nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 4 ha. Em có gì được 4 cây đỏ lửa nữa nha bà con. 4 cây đỏ lửa cũng rất là đẹp ha. Lát nữa em sẽ giới thiệu cho bà con luôn. Rồi cây số 4, cây này chiều cao là 1m3, ngang 1m1, gốc cây này là 18 ha. Còn cái đế này tổng quành đế của nó là 44 nha. Cây này cũng giá đồng giá là 950.000 luôn ha. Cái tàn cây nào cũng giống nhau nha bà con. Đây. Bộ màu ngũ sắc gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Cây này để xuất vô lần đế đây nè. Rồi tới cái số 5 nha bà con ha. Đây đang lên đủ màu rất là đẹp nha bà con. Cái số 5, cái này chiều cao là 1m2, ngang là 1m1 ha. Gốc cái này là 21, nguyên cái bề đế của nó là 46 nha. Nguyên cũ này là 46 ha. Trong là gốc Mỹ thì cây này cũng đẹp nha bà con. Có cái là trong cái chậu nó nhìn nó không có cân xứng thôi. Cây rất là đẹp nha bà con ha. Cây ngũ sắc số 5. À, mình quay từng lô cho bà con mình dễ theo dõi nha. Cái tàn này tại vì ngày qua mình bó lại cho nên nó không ngay, chứ nếu kéo đều ra thì cây rất là đẹp ha. Rồi cây số 5 cũng giá 950.000 luôn bà con ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cái lô phôi nha bà con. Phôi nắm dưới này nha. Rồi phôi giấy Mỹ. Cây rất là già, gốc quái lắc lượng nha bà con. Cũ đặc luôn ha. Đây không có lỗi. Rồi cây số 6 ha. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên là 60 nha bà con ha.
À, gốc của nó là 54. Cái này em vô lưu với giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu là bao ship nha bà con ha. Đây, gốc đặt không tì vết, không thẹo nha bà con ha. Đây, gốc đặt luôn, quái, lắc lượng luôn ha. Về mình thích cái giống gì thì mình ghép giống đó nha bà con. À, gốc rất là quái, gốc bự ha. Rồi, mình xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây số 7 ha. Gốc đế rất là quái nha bà con. Rồi, cây số 7 là cao 55. Ha, gốc của nó là 56, cây này cũng đồng giá luôn 1,3 triệu. Đây, rất là đặc nha bà con, không có ấy luôn, gốc đặc mấy những cái gốc này là rất là đẹp nha. Ví dụ là về mình muốn trồng theo kiểu gì nó nằm hơi nghiêng xuống xíu nữa thì mình sửa lại nha bà con. Cái này mình chỉ để giống như là để cái mô hình thôi. Bây giờ mình sẽ trồng lại những cái chậu lớn hơn ha, đẹp hơn, cân xứng với nó hơn. Giờ mình trồng theo cái kiểu trực hay là mà cái này lắc lượng là mình trồng phải trồng dẫn đổ hơi rồi. Rồi cái này cái số 7 giá 1,3 triệu bà con ha. Rồi cái số 8 ha. Lắc lượng nha bà con ha. Cái này đổ. Rồi, cây số 8, cây này cao 75, gốc của nó là 45 luôn ha, cây này cũng đồng giá luôn ha. Cái này là một rễ sắn luôn, đặt luôn nha bà con ha. Chứ mà lô này em nhiều nhưng mà mình giao lưu lần ít để bà con mình dễ quan sát, chứ quay một lần nhiều quá thì mình cũng khó lựa nha bà con ha. Rồi, cây số 8 giá 1,3 triệu luôn ha. Bà con thấy là cây nào cũng cái phôi nào cũng vậy, tùy theo người chơi, nhưng mà cây nào bên em cũng có một cái tàn đỉnh hết nha bà con, cũng có một cái chi đỉnh lên hết ha. Rồi cây số 9 là 60, chiều cao từ mặt chậu lên ha là 60. Cái gốc của nó là 52, cái này cũng đồng giá là 1,3 triệu. Đó, cái này có thể là mình trồng đổ ra chút xíu nó cũng được. Cái này nó rất là đặc luôn nha bà con. Gốc rất đặc về già luôn ha. Gốc cái này cũng quái hết nha bà con. Rồi cây số 9 giá 1,3 triệu luôn ha. Rồi phôi em được là 4 cây nha bà con ha, 4 cây phôi Mỹ. Rồi tới cây ăn trái nha bà con, cây ăn trái cây bưởi. Bưởi em có 3 cây và một cây sơ ghi Thái. Cây bưởi, cây bưởi số 10, cây này rất là tốt, cây này đã bản thân đã mang trái rồi nha bà con ha. À, đây đang đây là những cái bông nha, bông trái non đây. Đó, bông trái non, những cái khi mà lá nó già nó sẽ ra bông nha bà con. Tại ngày qua về cây này nó bị rụng bớt nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1,2 m, ngang 80, gốc cái này là chính, cái này em giao lưu giá là 550 ngàn. Cái này rất là sung cây nha bà con. Về mình thay chậu vô chậu mới lại ha, trồng cho nó ngay ngắn lại. Cây này là thuần chậu rất là lâu, cây rễ rất là tốt nha bà con. Rồi cây số 10 là cây bưởi ha, này là bưởi da xanh nha bà con. Bưởi da xanh 550 ngàn. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 11 nha, cây này thì đang mang trái ra bông luôn, vừa trái vừa bông luôn, đều có nha. Cái này thật ra trái thì về mình chỉ là thay chậu thôi, thay đất đồ nhiều vô thì trái nó mới lớn và đẹp được nha bà con. Chứ trái này em cũng nói là khi mà gửi đi nó sẽ rụng nha. Tại vì mình gửi mình vận chuyển á, đường vận chuyển bằng xe, vận chuyển số lượng nhiều á thì nó sẽ rất là khó bảo quản. Nhưng mà đang bông nha bà con, rất là nhiều. Đây ha, có trái có bông. Rồi cây này á, là cây số 11. Cây này chiều cao của nó là 1 m, ngang là 60, gốc cái này là chính luôn ha. Cái này em vô lưu giá là 500 ngàn. 500 ngàn cây bưởi này nha bà con ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đúng ra là mình để này cho bà con xem thôi, chúng ta nếu mình về ha, mình thay chậu rồi vô cái nhánh này hai trái mình bỏ trái cho nhỏ đi để lại trái thôi ha bà con ha. Thì trái nó sẽ lớn hơn ha. Đây, cái này cũng đang ra bông, vừa trái mà vừa bông luôn nha bà con. Đây, là cây nó rất là sung cây nha. Đây nó ra nguyên chùm bông luôn nè. Đó, giống này là rất là dễ bông, bưởi da xanh ha bà con ha. Đây, bên đây là nguyên một cái nụ nè, nguyên bông nó đầu đang đổ nhị hết ha, đang có nụ hết. Nhưng mà mấy cái này về là chủ yếu là mình chăm sóc, mình dưỡng là những đợt sau nha bà con. Cái trái này mình gỡ đi sẽ rụng nha. Rồi cây này là 1,2 m, là cao một cây số 12 là cao là 1 m nha bà con ha. Cao 1 m, ngang 70, gốc chính. Cái này giá là 500 ngàn luôn nha bà con.
Nói chung là em nói là như vậy, nhưng mà thật ra em cũng sẽ bảo quản. Em sẽ là quấn băng keo và vô bọc lại. Còn khi nào mà nếu mà còn thì mình để mình chơi. Còn nếu mà nó rụng thì bà con thông cảm giùm em, về mình chăm sóc được sao. Rồi xuống cây luôn ha. Cây số 12 giá 500.000. Rồi tới cây sơ ghi thái nha bà con. Lớp sau bắt đầu mình giao lưu cái cây chagi nha bà con ơi. Đây, chagi và cây nho thang gỗ. Đây là cây trái chagi này ha. Cái này rất là dễ trái nha bà con. Đây ha, hầu như là nhánh nào cũng trái, nhưng mà do vận chuyển đường xa rồi nó sẽ bị rụng nha bà con. Đây, hình như nhánh nào cũng có hết nè. Cái này là đang bông rất là nhiều luôn nè nha bà con. Đây, khi mà để ngoài nắng khô với lá già kiểu này là nó rất là dễ bông, dễ trái luôn ha. Rồi cây sơ ghi số 13, cây này cao 1m4, ngang 1m1 ha. À, gốc cây này là 12, cây này em vô luôn giá là 700.000. Cây sơ ghi thái cây rất là trái nhiều nha bà con. Rất là dễ trái, đang ra bông nữa nha, vừa trái vừa bông. Cái này về là chỉ để gì là chơi luôn, ăn trái luôn nha bà con ha. Rồi cây số, cây sơ ghi thái số 13 giá 700.000, xuống cây luôn ha. Rồi tới lô giấy đỏ lửa nha bà con. Đó lửa em 4 cây luôn ha. Đỏ lửa này gốc rất là lớn nha bà con, gốc rất lớn, nhưng mà có cái để trong cái chậu này nó hơi thiệt thòi ha. Chậu này thì nó hơi nhỏ quá so với cái gốc. Tàn cũng đẹp luôn nha bà con. Gốc đẹp, tàn đẹp, bông đều. Màu bông rất là rực rỡ. Rồi, cây này số 14, cây này chiều cao là 1m2, ngang là 1m1. Ha, gốc này là 25 nhưng mà tổng cái đế này á là 45. Cái này em vô lưu giá là 1.1 triệu nha. 1.1 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. À, khi ship thì mình cũng ship chậu đen này nha bà con ha. Rồi cái cây số 14, cây đỏ lửa giá 1.1 triệu bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cây này màu bông rất là cỡ. Nói chung là tất cả các giống cây khi mà cái mùa thu sang tới Tết là cây nó rất là thuận, mà thuận cây nha bà con, và rất là dễ bông nha. Từ đây tới Tết là cây nó rất là dễ bông. Thậm chí qua tới mùa nắng mấy cây này nó thích như mùa nắng thôi. Mưa nước nhiều quá nó không phái nha bà con ha. Rồi cây số 15, cây này chiều cao của nó là 1m3, ngang 1m2, gốc 50. À, gốc 25, còn cái đế là 50 nha bà con ha. Cái này mình còn môi đế, khai thác đế còn được nữa nha bà con, tại nó còn sâu dưới ha. Rồi cái này cũng giá 1.1 triệu luôn ha. 1.1 triệu cây đỏ lửa luôn nha bà con. Cây tàn rất là đẹp ha, đang gỗ bông luôn nha. Rồi cây số 15 giá 1.1 triệu luôn ha. Rồi số cây ha. Rồi tới cây số 16 ha. 16 cũng là cây đỏ lửa luôn nha. Cây này cao là 1m3, ngang 1m1 luôn ha. Gốc cây này là 35. Rồi cây này cũng giá luôn là cũng 1.1 triệu luôn. Cây đỏ lửa số 16 giá là 1.1 triệu cũng bao ship luôn ha bà con ha. Thật ra là bà con cứ hình dung những cái cây này mình đâu có thể là bó cái tàn được, đóng cái thùng, đóng khung gì đóng thùng tàn bằng gần bằng cái tàn này nha bà con, cho nên là cái phí ship cũng rất là cao. Chính vì nó bự nó cầm kềnh vậy á, thì mỗi lần người tới cho bưu cục của mình nó là phải hỗ trợ shipper để mà mấy ảnh là giao nhiệt tình cho mình chút để bảo quản cây mình tốt xíu, cho nên là cái phí mà vận chuyển cây kiển thì nó rất là cao nha bà con, chứ không phải là mình đi những cái dịch vụ mà gửi đồ thông thường nha bà con. Thông thường thì có thể là nó chậm chút cũng không sao, nhưng mà cái này chậm chút sẽ ảnh hưởng tới cây, cho nên mình đi dịch vụ nó hơi nhanh đó. Và mình bảo quản cây nó cũng hơi kỹ và nó cũng tốn nhiều công sức ha. Rồi mình cũng phải bồi dưỡng cho mấy anh đi giao, cho nên cái phí nó cũng hơi cao, bà con thông cảm ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 17 nha, cũng là cây đỏ lửa. À, cây này nên về mình cả chậu nó ngay lại xíu nha. Cây này thì nó hơi yếu hơn mấy cây kia chút xíu nha bà con, nhìn lên giá nó hơi mềm hơn. Rồi cây này á, là chiều cao là 1m1, ngang 1m, gốc 25, cây này giá 950.000. Nói vậy thôi chứ đỏ lửa nó rất là phát triển, rất là mau nha bà con. Cái đặc biệt là cái mùa này, từ mùa này tới Tết tới qua Tết luôn. Tới mùa mưa thì nó phát triển hơi chậm xíu, nhưng mà cái này nó phát triển rất là lẹ, mỗi lần nó ra tượng rất là dài ha. Cho nên là cái tốc độ lớn tăng trưởng của nó rất là nhanh. Rồi cái số 17 giá 950.000 bà con ha. Rồi xuống cây luôn nha. Rồi cây số 18 ha, làm có một cặp tím Pháp luôn nha bà con. Mặc dù là cái này á, là bông nó mới bắt đầu ra, nhưng mà cái này tầm khoảng 10 bữa nữa nha bà con là cái mặt bông mình nó rất là đẹp, tím Pháp với tím bướm thì cái bông nó rất là sáng và đẹp nha bà con. Cái này khi mà nở ra cái nữa là nó sáng, rất là sáng.
Rồi cây số 18 ha, cây này cao 1m1, ngang 90, gốc 22, cây này giá 950 ngàn. Đó, khi mà em giao là để nguyên chậu cho bà con luôn. Khi bà con về á, nếu mà cái chậu này nó có bể qua mình không thích mà thay cho khác thì vẫn phân trong này mình vẫn giữ nguyên. Tại vì cái chậu này phân nó còn rất là nhiều ha. Cho nên là không cần phải bỏ cái phân trong này nha bà con ha. Nên cứ để giữ nguyên gì cũng được. Rồi cây số 18 giá 950 ngàn. Xuống cây ha bà con ha. Rồi cây 19 ha. Đó, bà con thấy tức là tàn nó rất là dày nhau. Còn khi mà nó bị nó cái bông nhìn nó mới rất là đẹp. Tại vì nó ra nụ thôi, tàn nó không có phiết chỗ nào hết nha bà con ha. Nó đang nụ đều cây luôn. Cây này chiều cao của nó là 1m15, ngang là 90, gốc này là 22. Cây này thì không có khai thác đế. Mặc dù là nó còn sâu dưới này nhưng mà mình cây này không khai thác đế cho mình không có đo cái bề đế nha bà con ha. Cái này giá 950 ngàn luôn ha. Rồi 950 ngàn cây 19 luôn nha, cây tím Pháp. Rồi tới lô tím bướm nha bà con ha. Tím bướm nó khác với tím Pháp, cái là tím bướm này là cái có cái ghìa nha bà con. Đấy, bông nó có cái viền trắng ha. À, bông viền trắng nhưng mà đặc biệt là cái bông chùm nhiều hơn. Ví dụ đây, cái này thì nó chùm nó làm 3 cái vô bông vậy chẳng hạn. Còn kia là bông đơn nhiều đây. Ví dụ vậy nha, cái này là nó 2-3 bông. Đó. Với lại cái lô này thì gốc đế già cây hơn nha bà con. Đẹp hơn, cái này cũng rất là dễ bông và bông cũng rất là đẹp. Cây số 20, cây tím bướm. Cây này chiều cao là 85, ngang 80, gốc này là 22. Cây này em lưu giá là 900 ngàn. Cái kiểu như dạng như giống như kiểu bonsai. Còn cái tím bướm là dạng như chơi tàn nha bà con ha. Để chơi tàn. Còn cái này dạng như kiểu giống như mình để chơi bonsai. Tàn lùng lùng nhỏ nhỏ, đẹp bông, gốc đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Này, để trên mé luôn đi. Lô này là gốc quái nha bà con. Kiểu như là mình để chơi mini bonsai. Tại vì mặc dù là cây này nó rất là dễ bông cho nên mình khống chế cái tàn nó vừa hoài thì bông nó rất là đẹp. Từ ngày già cây thì nó rất là đẹp cho bà con. Những cây nào chia tàn, những cây này là chơi kiểu như nó hơi thấp. Rồi cây 21, cây này cao 1m1, ngang 70 ha. Gốc cây này là 16 nhưng mà cái bộ đế này nó tới 47 nha bà con. Đây, hoành đế này là 47 ha. Cây này cũng giá 900 ngàn luôn nha. 900 ngàn là bao ship luôn ha. Rồi cây số 21 nha. Rồi tiếp theo là cây số 22. Cây này chiều cao của nó cũng 90 luôn, ngang 65, gốc cây này 13 nhưng mà tổng cái hoành này nó 37 ha. À, gốc quái mặc dù là nó nhỏ nhưng mà bà con nhìn rất là già nha bà con. Cây rễ non nó khác nha, thân rễ non nó khác, còn cái này nó rất là già cây. Giá trị nó cao hơn cái chỗ đó rất là nhiều nha bà con. Gốc già thì nó rất là đẹp ha. Đây đang gỗ bông, cây tím bướm, cây này rất là đẹp ha bà con ha. 900 ngàn. Đây mặt bông nó có ghìa nha bà con ha. Nó có sọc ha. Có sọc theo cái cặp viền. Rồi cây số 22 giá 900 ngàn bà con ha. Rồi cây 23. Cây 23, cây này chiều cao 95, ngang 80. Gốc cây này là 16 nhưng mà cái hoành đế của nó là 45. Cái này em cũng giao lưu với giá là 900 ngàn luôn. Lô sau em có là lô tím bướm bớm bự nha bà con ha. Rất to, tàn đẹp. Tại cái này mặc dù là nói là nhìn thấy nó thưa nhưng không thưa. Tại lúc đó lúc rồi mình lặt lá, mình ngắt lá chuỗi hết trơn nha bà con. Cho nó ra bông cho nó đẹp nhưng mà thật ra cái này mình quay hơi sớm. Quay đúng ra là nó để nó nở gỗ bông hết, nó sẽ kín hết những cái phần này. Phần lõm, phần trống này thì cây nó mới đẹp nha bà con ha. Tại vì cái này mình quay hơi sớm bông nó chưa có nở hung nha bà con nha. Rồi cây 23, cây này giá 900 ngàn nha bà con ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Đây những cái này nè, mình lật lá nó mới vừa ra lá non thôi. Là ra non, là ra đọt thôi nha bà con ha, ra bông. Nó mới vừa lú nụ thôi, mấy cái này rất là dễ bông. Đây, trên đây cũng vậy, cho nên là nhìn cây nó, cái tàn bà con thấy nó hơi thưa. Nhưng mà thật ra thì đợt này là nó ra nữa là cây nó rất là đều đẹp nha bà con. Rồi cây 24, cái này là cao 85, ngang là 60. À, gốc cái này là 20, còn cái hoành đế của nó là 45. Cây này cũng đồng giá luôn nha bà con. Cây này là tai chi lớn, tàn đều nha bà con. Nhưng có cái là còn hơi thưa, tại vì bông nó chưa nở, lá mới bắt đầu ra. Rồi cây 24 giá 900 ngàn ha, xuống cây ha. Rồi tới cây tím lửa ha. Cây tím lửa nha bà con. Cây tím lửa số 25.
Cây này chiều cao là 65, ngang thì 90, gốc 28 ha. Cây này giá là 800.000. Đây mặt bông tiếp lửa ha bà con ha. Gốc này gốc lớn nha bà con, nhưng mà nó hơi non hơn những gốc tứ bướm nha. Rồi cây số 25 giá 800.000 ha, tím lửa nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới tím tuyết nha bà con ha. Tím tuyết thì có hai cây luôn. Cây tím tuyết số 26. Cái này thì rất là dễ bông ha. Cây này rất dễ bông, lâu tàn. Rồi cây này chiều cao 1m, ngang 90, gốc cái này là 23. Cái này em vô lưu với giá là 800.000. Là bao ship nha bà con, ship luôn chậu luôn cho bà con ha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của em nha, số điện thoại là 0907214139 nha bà con, đó cũng là số Zalo luôn ha. Rồi cây 26, cây tứ bướm 800.000, xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 27, cây này là đang bông rất là đẹp nha bà con, rất là xum xê luôn nha. Rồi cây này chiều cao cây 27, cao 85, tán ngang của nó cũng là 85 luôn, gốc 22, cây này cũng đồng giá luôn nha bà con ha, 800.000 luôn. Cây này cái tàn nó quá đẹp nha bà con, đang gỗ bông rất là đẹp. Rồi cây số 27 ha, ngày Tết mình có vài cặp bông để trước nhà nha bà con ha, cho nó vui vẻ hơn nha bà con. Nhưng mà mình mua bông Tết thì giờ này bắt đầu mình mua là mình chăm tới Tết là nó vừa, Tết là nó đẹp, nó sung giống gì. Nhưng mà để bây giờ mình mua cận quá thì gửi tới cây mình thì nó hơi sơ sát, rồi mình chăm sóc lại những ngày Tết nó không đẹp. Cho nên mình mua chuẩn bị trước một vài tháng thì cây nó rất là đẹp nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Để nó thích nghi với môi trường, thời tiết của từng vùng từng miền nha bà con ha. Lên mình chăm sóc lại. Rồi cây cẩm thạch nha bà con. Cây cẩm thạch này thì nó bắt đầu đang gỗ bông. Cây này tầm 10 ngày nữa thì cũng rất là đẹp ha bà con ha. Rồi cây 28, cây này là cao 1m, ngang 80 ha. À, gốc của nó là 19 nhưng mà cái hoành đế của nó là 42. Cây này em vô lưu với giá là 1.200.000. 1.200.000 là bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cái cây này chậu này rất là lớn và nặng ha. Đó, đang gỗ bông rất là đẹp, đều cây luôn nha bà con. Cái này bà con cứ hình dung khi mà nó có bông là một cây nó lên khoảng gần nửa gang tay nữa, cho nên là nó rất là lớn nha bà con. Rồi mình xuống cây luôn ha. Để cặp đó luôn. Rồi cây 29 ha. Cái này cao cũng 1m1 luôn, ngang 90, gốc cái này là 18 nhưng mà cái đế này là 45. Cái này cũng đồng giá là 1.200.000 luôn. À, cái này đế cũng quái đẹp ha bà con ha. Màu bông rất là sáng nha bà con, cẩm thạch thì màu bông rất là sáng ha. Màu bông sáng, cây đẹp nha, đang lên bông. Rồi cây 29 ha, giá 1.200.000, xuống cây luôn ha. Rồi cây 30 nha bà con, cây cẩm thạch mini ha. Cây này chiều cao của nó là 60, ngang 40, gốc 20, cây này giá 450.000. Cây này cũng có dáng bonsai nha bà con, 450.000 là bao ship luôn ha. Rồi cây 30 giá 450.000 bà con ha, xuống cây luôn ha. Rồi tới trang 5 màu nha bà con, em còn mấy cái trang 5 màu là những cái cây cuối clip của em luôn ha. Nói 5 màu giới thiệu thì giờ này nó cũng hơi khó nha bà con, tại vì nó lên chưa đủ màu. Nhưng mà những cái này là đang nụ nè. Đó. Cái này là vàng nè. Ha. Rồi còn cái này á là đỏ nhung nè, lá nó khác nhau hoàn toàn nha bà con ha, hai cái này nhìn khác nhau ha. Rồi cái này là Mỹ cam nè ha. Đấy. Còn đây là cũng vàng luôn nè nha bà con. Cho nên là bao cho bà con, cái này là cây trắng nè ha. Đó, đây là Mỹ cam, rồi nó rất là nhiều nha bà con. Nó từ 5 màu ăn lên. Nhưng mà hiện tại bây giờ là những cái mặt bông khác nó chỉ có mới nụ thôi. Còn những cái nở để mà thấy được là hồng phấn, lá chung với là trắng trắng nha bà con ha. Đó, còn những kia là bắt đầu đang nụ không.
nhưng mà bao bà con là từ 5 màu ăn lên không thiếu. Cây 31 là cây trang ngũ sắc, cây này chiều cao là 1m, ngang 90, gốc cây này là 13, cây này giá 950.000, 950.000 nha bà con. Hồng phấn lá chung với trang trắng này thì nó mạnh hơn cho nên nó ra trước nha bà con. Mấy cây khác cũng bắt đầu là đang búp bông như em đã giới thiệu cho bà con ha. À, đang búp bông rồi, 950.000 xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo ha, cây 32, cây này chiều cao là 1m2, ngang 95, gốc 13, cây này cũng đồng giá luôn, 950.000 luôn. Nó rất là nhiều nha bà con, có trăng đỏ nè. À, rồi đây Mỹ Cam, cái này nó đã ra nụ hết rồi nha bà con, nhưng mà con cái này, tại nó chưa lên thôi cho nên là mình thấy nó đây này cũng vậy nè, Mỹ Cam này cũng đang lên nè đó. Rồi cái này cũng đang lên luôn nè, cái nào cũng lên tầm khoảng nửa tháng nữa thì nó rất là gộ, rất là đẹp nha bà con. Đây như là cái này là nụ không nha bà con ha. À, đây những cái này là rất là nụ, rất là dễ bông mà. Bao bà con là từ 5 màu ăn lên ha bà con ha. Rồi cây số 31, cây này cũng đồng giá, ấy cây 32 chứ, đồng giá 950.000 luôn. Rồi xuống cây ha bà con ha, tại vì mắt ghép của nó rất là nhiều nha. Rồi tới cái trang đỏ lá nhỏ, một cốt luôn nha, trang đỏ lá nhỏ một cốt luôn, cây này rất là xum xê nha bà con. Đang nụ dày đặc cây luôn nha. Rồi cây 33, cây này chiều cao 1m1, ngang 1m1 luôn, gốc 17, cây này giá 850.000. Những cây thuần chậu về mình chăm lại nó rất là dễ nha bà con. Những cây dụ người ta bứng từ ngoài ruộng vô, từ ngoài vườn vô người ta bán cho mình á, giá có thể nó mềm hơn, nhưng mà có cái chăm sóc nó rất là khó và tỷ lệ sống nó cũng không cao. Ví dụ là cây như vậy thì em sẽ bao sống bao ship cho bà con luôn, trong một tháng thì bà con yên tâm rồi. Thì nói vậy thôi, với nói bà con yên tâm thôi, chứ những cái giống này nó không bao giờ chết, rất là khó, dễ sống, đặc biệt là thuần chậu. Trong này em có một cái bọc lưới nữa để bao nó lại cho nên nó không có mất sức, không có ảnh hưởng thì dễ hết ha bà con ha. Rồi cây 33 là cũng là cây clip của em luôn ha bà con ha. Thì em cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua, và em kính chào bà con ha.